Xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Mở đầu là phần điểm những thông tin chính. Mưa lớn ở thượng nguồn sông Hương, sông Bồ trong nhiều giờ qua khiến lũ trên các sông đang lên nhanh, sông Hương sắp xỉ báo động 3. Nguồn vốn chính sách đang là điểm tựa giúp các hộ vay vốn sản xuất, cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Bằng nhiều cách làm thiết thực, ý nghĩa, phần lớn người chấp hành xong án phạt tù đã chuyển biến tích cực trong nhận thức, có ý thức từ vươn lên, xóa bỏ mặc cảm, hăng hái tham gia lao động sản xuất, ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến mưa rất to ở thượng nguồn sông Hương, sông Bồ trong nhiều giờ qua, sáng nay, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cảnh báo đến người dân và các đơn vị địa phương, đặc biệt lưu ý đến tình hình mưa lũ, chủ động các phương án để ứng phó. 10 giờ qua, vùng núi tại các huyện A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc và thị xã Hương Trà đã có mưa to đến rất to. Riêng khu vực núi Bạch Mã có mưa đặc biệt lớn, với lượng mưa đo được tại đỉnh Bạch Mã là 680,2 mm. Từ 11 giờ đến 17 giờ ngày 25 tháng 11 mưa giảm, tổng lượng mưa dự báo ở vùng núi A Lưới, Nam Đông khoảng từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 100 mm. Khu vực núi Bạch Mã 70 đến 150 mm, có nơi trên 200 mm. Khoảng từ đêm mai 26 đến sáng 27 tháng 11 năm 2024, khu vực lại tiếp tục có mưa, rải rác mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to do ảnh hưởng của đợt gió mùa đông bắc cường độ trung bình đến mạnh. Hiện nay, lũ trên các sông ở Huế đang lên nhanh. Dự báo trong ngày hôm nay 25 tháng 11, mực nước trên các sông tiếp tục lên. Đỉnh lũ ở sông Hương và sông Bồ có thể đạt và vượt mức báo động 3. Đề phòng lũ ngập ở khu vực hạ lưu, nguy cơ gây lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng đồi núi ven sông suối. Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có công điện hỏa tốc yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tiếp tục theo dõi sát thông tin dự báo diễn biến của mưa lũ, kịp thời chỉ đạo triển khai công tác ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ theo nhiệm vụ thẩm quyền được giao, không để bị động bất ngờ nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho người dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức kiểm tra, kiên quyết tổ chức sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt, vùng ven sông, ven biển, cửa sông, ven phá. Chủ ủy ưu tiên sơ tán trước các đối tượng dễ bị tổn thương, phụ nữ mang thai, người già yếu. Triển khai phương án ứng phó với mưa lũ tại cấp xã theo phương châm 4 tại chỗ. Tăng cường tuyên truyền vận động người dân có phương án dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu, chủ động ứng phó với mưa lũ chỉ các có thể diễn ra dài ngày. Chỉ đạo lực lượng cảnh giới tại các điểm có nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở, ngập lụt. Cảnh giới hướng dẫn phương tiện giao thông tại các ngầm, tràn khi xảy ra lũ lụt. Nghiêm cấm người dân đi vào rừng khi có mưa lũ. Tổ chức theo dõi, cập nhật thường xuyên, liên tục thông tin diễn biến để chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến thiên tai ảnh hưởng đến địa bàn quản lý. Thường xuyên báo cáo tình hình triển khai ứng phó mưa lũ về Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Quốc gia ứng phó với thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định. Đài khí tượng thủy văn tỉnh tăng cường thời lượng, tần suất đưa tin cảnh báo, dự báo thiên tai, mưa lũ, sạt lở đất phục vụ kịp thời cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan, đơn vị và người dân biết để chủ động ứng phó. Sở Thông tin và Truyền thông có phương án đảm bảo an toàn thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy ứng phó với mưa lũ của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Chỉ đạo Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tăng cường đưa tin cảnh báo phục vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Sở Giáo dục và Đào tạo Đại học Huế ra soát cập nhật phương án phòng chống thiên tai, chỉ đạo các trường và các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế mưa lũ tại địa phương để chủ động cho học sinh nghỉ học, đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên và giáo viên khi có thiên tai xảy ra. Sở Giao thông Vận tải khẩn trương chỉ đạo các nhà thầu thi công triển khai phương án đảm bảo an toàn cho các công trình đang thi công, đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương, cầu cửa Thuận An, triển khai phương án chống va trôi tàu thuyền, xà lan đang thi công ảnh hưởng đến an toàn cả công trình cầu đường bộ, đường sắt sung yếu trên địa bàn tỉnh. Tại công điện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có những yêu cầu cụ thể đối với các ban ngành, đơn vị liên quan, đề nghị tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24, thường xuyên cập nhật báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau đây là những hình ảnh tổng hợp tình hình mưa lũ do nhóm phóng viên thời sự phản ánh ngay trong sáng nay tại một số địa bàn thấp trũng của thành phố Huế. Để phòng ngừa mưa lớn gây ngập lụt dài ngày, nhiều người dân đã đổ xô đến chợ dân sinh để mua các loại thực phẩm tích trữ.
Lượng mưa lớn trong tối qua đến sáng hôm nay, cộng thêm việc điều tiết xả lũ những ngày trước đó, khiến mực nước trên các sông dâng cao. Không chỉ riêng vùng thấp trũng, ngay ở khu vực nội thị, một số tuyến đường có mực nước dâng cao đã khiến các phương tiện giao thông không thể di chuyển được. Các phương tiện ghe đò đã được mang ra để chuẩn bị phục vụ người dân di chuyển vào cả khu vực ngập sâu. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại mực nước trên sông Nhì đang lên rất nhanh và tràn hết cả hai bên bờ, không thể phân biệt được đâu là bờ, đâu là sông. Đặc biệt là tại tuyến đường Lê Đức Anh, khu vực đi qua khu đô thị Eco Garden, mực nước lên cao khiến nhiều phương tiện không thể di chuyển buộc phải quay đầu. Cái vốn ăn được cưới chưa đó chuyện đó hết đó, chuyện cái sáng chứ đó. Chuyện đó lên để mấy bữa chuyện đó nó chưa hà lại, hà xuống chứ mới hết được. Mình tưởng là 23 là hết lụt rồi. Do mưa lớn ở thượng nguồn nên khi xảy ra ngập úng, lũ lụt cục bộ khiến bà con nhân dân không kịp trở tay. Nên ngay từ sáng sớm hôm nay, nhiều người dân đã đổ xô đến các chợ dân sinh, các cửa hàng tạp hóa để mua sắm các thực phẩm phòng lũ. Các loại thực phẩm được ưu tiên lựa chọn nhiều nhất vẫn là thịt lợn, các loại rau, gạo, mì ăn liền, nước mắm. Lượng người mua tăng cao, tuy nhiên giá cả các mặt hàng vẫn không xảy ra nhiều biến động. Ngày qua thì trời đẹp mà ngày nay thì nước lên bất thình lình, ai cũng dân ai cũng lo hết hoang mang. Qua thịt để khó khô cho con ăn, cả nó rửa dự trữ bỏ tủ cho con ăn. Giá cả cũng bình thường. Nước thì coi như là hàng lên từ giữa mà đã vô hiếm nhà rồi. Lo lắng chứ. Vì nhà thì không có người. Hai ông mùi thôi. Thì định là mình mua thực phẩm thôi. Mì đồ rau rạng thịt cả về dự trữ để mà ăn thôi. Văn phòng ban chỉ huy cũng đã tham mưu các cái văn bản cho để các địa phương để chủ động ứng phó. Ủy ban tỉnh thì cũng đã ra công điện để chỉ đạo triển khai đợt mưa này. Đối với tình hình hồ đập hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn đang vận hành đảm bảo an toàn, mực nước trên các sông đang tiếp tục đang còn lên. Để cảnh báo với các người dân là hạn chế đi lại qua các cái ngầm tràn, đặc biệt là đối với các cái khu vực mà sạt lở ven đồi, ven sông, ven suối là phải cảnh báo để có di dời kịp thời để hạn chế những thiệt hại về người và tài sản. Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn, sáng 25 đến 27 tháng 11, tại tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục có mưa to, mưa rất to, có nơi mưa đặc biệt to. Tình trạng mưa lũ vẫn sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến khó lường, nên người dân không nên chủ quan để tránh những tai nạn thương tâm có thể xảy ra. Mưa lớn làm đất đá sạt lở vùi lấp căn nhà vào tối qua tại xã Lâm Đớt, huyện A Lưới, khiến hai vợ chồng bị thương. Khoảng 20 giờ ngày 24 tháng 11, mưa lớn làm đất đá ở quả đồi phía sau nhà sạt lở vùi lấp căn nhà của ông Trần Văn Khưa với 8 người đang ở trong nhà. Rất may, 6 người phát hiện sự việc đã nhanh chân chạy ra khỏi nhà thoát nạn. Riêng ông Khưa và vợ không chạy kịp, dẫn đến bị các đòn gỗ trong nhà rơi xuống gây chấn thương, đất đá vùi lấp. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng công an, các chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt và đoàn kinh tế quốc phòng 92 và người dân hỗ trợ sơ tán người thân trong gia đình, tìm kiếm đưa người bị nạn đi cấp cứu và hỗ trợ sơ tán bảo vệ tài sản. Các nạn nhân bị chấn thương nhẹ được trạm quân dân y đoàn kinh tế quốc phòng 92 và chẩn đoán sơ cứu và sau đó được chuyển đi trung tâm y tế huyện A Lưới để cấp cứu và theo dõi. Đến khoảng 22 giờ tối cùng ngày, công tác sơ tán di chuyển người bị nạn và tài sản đã hoàn thành. Dự biến tình hình mưa lũ sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong những bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin được chuyển sang những nội dung khác. Sáng nay, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Quốc phòng khai mạc lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đoàn kinh tế quốc phòng trong toàn quân. Dự và chỉ đạo tập huấn có Đại tá Phạm Toàn Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng. Tham dự tập huấn có lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, đoàn kinh tế quốc phòng trong toàn quân. Trên 200 đại biểu tham gia lớp tập huấn sẽ được các đồng chí chuyên gia đồng ngành trong từng lĩnh vực trao đổi, phổ biến, chia sẻ những quy định của pháp luật có liên quan. Thông qua tập huấn nhằm giải quyết hiệu quả hơn việc quản lý, sử dụng ngân sách thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, kết hợp phát triển kinh tế xã hội của các đoàn kinh tế quốc phòng. Về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện cơ chế hỗ trợ tài chính đối với đoàn kinh tế quốc phòng, việc huy động lồng ghép các nguồn lực của nhà nước để thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia và dạng trí thức trẻ tình nguyện tại cả khu kinh tế quốc phòng thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, là huyện đồng bằng ven biển, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của chính quyền địa phương, của bản thân những hộ nghèo, nên công tác giảm nghèo trên địa bàn đã có nhiều khởi sắc. Đặc biệt, các chương trình tín dụng chính sách được triển khai đã và đang làm thay đổi cuộc sống cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.
nguồn vốn chính sách cũng đã trở thành điểm tựa giúp các hộ vay vốn sản xuất, cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Gia đình ông Lê Đức Hy và bà Huỳnh Thị Vân Mỹ, cách đây chỉ vài năm, vẫn còn là một hộ cận nghèo của xã Phú Gia. Nhờ được tiếp cận nguồn vốn vay chính sách cho chương trình giảm nghèo, ông bà đã mạnh dạn phát triển sinh kế. Đến nay, gia đình đã có một đàn bò sinh trưởng tốt. Bên cạnh đó, ông bà cũng mạnh dạn đầu tư chuồng trại, nuôi thêm nhím để bán thịt. Với sự chịu khó, chăm chỉ, cộng thêm sự hỗ trợ từ địa phương, gia đình ông bà không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên trở thành một hộ khá. Đầu tiên là vay vốn hộ nghèo, đầu tiên nhà hộ nghèo vì con cái đông đông khó khăn, và ngân hàng chính sách cho vay được 50 triệu, mua được ba con bò mẹ. Rồi tới khi mấy con bò mẹ đẻ tiếp ra, dì nhận ra bà thấy ngõ có hiệu quả, đây khi tới hàng ngân hàng là dì tả xong rồi dì họ vận động là ra nghèo á, bây dì cũng xin ra thoát nghèo. Còn tại xã Phú Hải, nhờ thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó đảm bảo nguồn vốn cho vay 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thuộc nghèo đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, nên hiện nay toàn xã không còn hộ nghèo. Liên quan tới các cái phương án giải quyết việc làm cho vay của đối với ngân hàng chính sách xã hội á, thì chúng tôi cũng đặc biệt rất quan tâm, chỉ đạo cũng phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã tạo nguồn vốn vay cho bà con để giải quyết công ăn việc làm, đặc biệt là các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng là hộ chính sách trên địa bàn xã. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã được giải ngân đến 100% xã thị trấn trên địa bàn huyện để người nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận. Trong 9 tháng năm 2024, có 3.143 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, với doanh số cho vay là 154 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi giúp 18 lượt hộ nghèo, 75 hộ cận nghèo và 743 hộ mới thoát nghèo đầu tư sản xuất chăn nuôi, trồng trọt. Cấp ủy chính quyền là tất cả các thôn bản đều có là cái tổ tiếp nhận vay vốn để chuyển tài vốn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp quyền về dịch vụ của ngân hàng chính sách. Như vậy 100% thôn và tổ dân phố thì đã có vốn tín dụng chính sách, và qua thông qua vốn tín dụng chính sách thì đã giúp cho người dân có vốn để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập và vươn lên làm giàu. Tính đến giữa tháng 10, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn của huyện Phú Vang đã tiến hành rà soát hơn 1.600 hộ nghèo, cận nghèo. Hiện nay, số hộ thoát nghèo trên địa bàn huyện là 565 hộ, trong đó có 207 trên 196 hộ nghèo, vượt so với chỉ tiêu đề ra đầu năm. Trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền của huyện Phú Vang sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác giảm nghèo bền vững, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo chung của cả huyện xuống còn 1,9% vào cuối năm 2024. Bình Thạnh là địa phương mới nhất của thị xã Hương Trà đạt các tiêu chí về nông thôn mới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có quyết định số 2992 công nhận xã Bình Thạnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Trước đó, Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh tổ chức cuộc họp để thảo luận bỏ phiếu đề nghị xét công nhận Bình Thạnh thị xã Hương Trà đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Tổng số tiêu chí nông thôn mới của xã Bình Thạnh, thị xã Hương Trà thực hiện đến thời điểm thẩm định đã đạt 19 trên 19 tiêu chí, tỷ lệ 100%. Xã không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ người dân được lấy ý kiến hài lòng với kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Bình Thạnh, thị xã Hương Trà đạt tỷ lệ trên 90%, tỷ lệ quy định 90%. Xã không phức tạp về an ninh trật tự theo quy định của Bộ Công an. Tập đoàn Quế Lâm tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ năm 2024 cho 100 học viên là phó tổng giám đốc, phó giám đốc, quản đốc, trưởng phó các bộ phận, cán bộ thị trường, kế toán, cán bộ kỹ thuật ban nông nghiệp hữu cơ, cán bộ kỹ thuật sản xuất cùng các nhà máy, các công ty thành viên. Lớp tập huấn sẽ hoàn thành 11 chuyên đề cho các giảng viên gồm chủ tịch hội đồng quản trị, lãnh đạo tập đoàn, các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành, chuyên gia đào tạo chuyên ngành marketing, kiểm toán, nhằm trang bị những kiến thức mới phù hợp với yêu cầu công việc và nâng cao nhận thức, năng lực hoạt động thực tiễn của đội ngũ cán bộ cốt cán của tập đoàn.
Từ đó, Hồ Nông nghiệp Tuần Hoàn Việt Nam và Tập đoàn Quế Lâm phối hợp tổ chức hội nghị cộng tác viên tuyên truyền hướng dẫn phát triển nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn, chuỗi liên kết giá trị Quế Lâm. Với mục tiêu hướng tới nền nông nghiệp xanh, nông nghiệp bền vững, trong những năm qua, Tập đoàn Quế Lâm đã coi trọng việc xây dựng đội ngũ cộng tác viên rộng khắp trên địa bàn cả nước. Đến nay, đội ngũ cộng tác viên tuyên truyền hướng dẫn phát triển nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn, chuỗi liên kết giá trị Quế Lâm đã có gần 100 người. Nhằm lan tỏa tình yêu thiên nhiên, tạo sân chơi bổ ích và tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo tồn các giá trị đa dạng sinh học của rừng, Vườn Quốc gia Bản Mạ tổ chức cuộc thi tìm hiểu về bảo vệ rừng cho các trường học ở vùng đệm trên địa bàn huyện Nam Đông và Phú Lộc. Tham gia cuộc thi có 140 học sinh là thành viên câu lạc bộ kiểm lâm viên nhí của các trường thuộc các huyện Nam Đông và Phú Lộc. Các em học sinh được tham gia với hai nội dung: rung chuông vàng và vẽ tranh vùng biển. Nội dung xoay quanh đến luật lâm nghiệp và các quy định liên quan đến phòng cháy chữa cháy rừng. Tuyên truyền về vai trò tác dụng của rừng trong phát triển kinh tế và môi trường sống của con người, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, tác hại của việc khai thác, chặt phá, đốt rừng, nạn săn bắt và buôn bán động vật hoang dã trái phép. Thông qua hội thi tạo sân chơi bổ ích, bên cạnh đó tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học đến với học sinh các xã vùng đệm của vườn nói riêng và học sinh hai huyện nói chung, từ đó nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật về bảo vệ phát triển rừng, bảo tồn các giá trị đa dạng của rừng. Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế về điều kiện thanh toán bảo hiểm y tế, người bệnh trong cùng một lần đến khám tại cùng một cơ sở khám chữa bệnh có thể trong cùng một ngày sau khi khám một chuyên khoa cần phải khám thêm các chuyên khoa, thì từ lần khám thứ hai chỉ tính 30% mức giá của một lần khám bệnh. Thông tư 39 của Bộ Y tế đã bổ sung quy định xác định số lần, mức giá và thanh toán tiền khám bệnh trong một số trường hợp cụ thể. Theo thông tư, trường hợp người bệnh đến khám bệnh tại khoa khám bệnh sau đó được chỉ định vào điều trị nội trú theo yêu cầu chuyên môn thì việc thanh toán tiền khám bệnh thực hiện theo quy định. Trường hợp không đăng ký khám bệnh tại khoa khám bệnh nhưng đến khám bệnh và vào điều trị nội trú tại các khoa lâm sàng theo yêu cầu chuyên môn thì không thanh toán tiền khám bệnh. Cơ sở khám bệnh chữa bệnh có tổ chức khám bệnh chuyên khoa tại khoa lâm sàng, người đăng ký khám bệnh tại khoa khám bệnh và khám chuyên khoa tại khoa lâm sàng thì được tính như khám bệnh tại khoa khám bệnh. Việc tính số lần khám bệnh, mức giá thực hiện theo quy định. Dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non dự kiến sẽ áp dụng từ năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bổ sung nhiều điểm mới về xét tuyển sớm. Đặc biệt là quy định các đại học không được dành của 20% chỉ tiêu để xét tuyển sớm, riêng xét học bạ phải dùng điểm cả năm lớp 12. Quy định này có thể làm giảm bớt cả phương thức tuyển sinh dễ dãi, góp phần giúp các trường chú trọng đến chất lượng nguồn đầu vào, đồng thời giảm tình trạng học sinh học lịch, thậm chí là bỏ học sau khi đã trúng tuyển. Dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ nhận ý kiến góp ý đến cuối tháng 1 năm 2025. Lượng hành khách di chuyển qua các bến xe lớn ở thành phố Hồ Chí Minh dịp Tết Nguyên đán 2025 được dự báo xấp xỉ so với cùng kỳ. Đại diện một số bến xe cho biết khuyến khích đơn vị vận tải không tăng giá vé dịp Tết, nhưng nếu điều chỉnh sẽ không quá 40-60% so với ngày thường để bù chiều xe chạy rộng. Theo đại diện các bến xe miền Đông mới, miền Đông cũ, bến xe miền Tây hiện đã lên kế hoạch vận chuyển khách dịp Tết. Trong đó, số lượng vé chuyến có tăng tại một số tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu, dự kiến giá vé tại một số tuyến sẽ tăng từ 40-60%. Hiện vé xe, vé tàu đường sắt và hàng không đã tổ chức bán vé Tết Nguyên đán năm 2025. Trong đó, số chỗ ngành đường sắt dự kiến cung ứng trong dịp Tết khoảng 167.000, giảm so với năm ngoái do thay đổi phương án khai thác. Thưa quý vị và các bạn, nhằm hạn chế tình trạng người đã chấp hành xong án phạt tại phạm tội, Công an tỉnh Bắc Ninh đặc biệt coi trọng công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ những người một thời lầm lỡ trở về tái hòa nhập cộng đồng. Bằng nhiều cách làm thiết thực, ý nghĩa, phần lớn người chấp hành xong án phạt tù đã chuyển biến tích cực trong nhận thức, có ý thức từ vươn lên, xóa bỏ mặc cảm, hăng hái tham gia lao động sản xuất, ổn định cuộc sống. Được học nghề may trong thời gian cải tạo, trở về tái hòa nhập cộng đồng, anh Nguyễn Văn Tín đã mạnh dạn mở xưởng may tư nhân chuyên gia công hàng may mặc. Được vay vốn chính sách 100 triệu đồng theo quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ, anh đã mua sắm thêm máy móc, mở rộng cơ sở và tạo việc làm cho từ 4 đến 5 lao động địa phương. Đúng rồi, vào chính sách của nhà nước thì hỗ trợ em thì vốn để em làm sản xuất, em đã đầu tư máy móc để tạo điều kiện cho công nhân làm việc ở tại xưởng luôn. Cũng như anh Tín, anh Nguyễn Quang Bắc được trở về trước thời hạn trong đợt đặc xá nhân dịp Quốc khánh năm 2022. Với kinh nghiệm, uy tín nhiều năm trong nghề xây dựng từ trước đó,
trở về địa phương, được sự động viên hỗ trợ của địa phương, anh đã trở lại với nghề. Hiện nay anh đã có đồ thờ gồm 20 người, tạo việc làm và thu nhập ổn định hàng tháng cho mỗi người từ 10 đến 12 triệu đồng. Và thì cũng cảm ơn Đảng, Nhà nước, cảm ơn cán bộ ở địa phương với lại huyện thì vẫn tạo điều kiện hết sức và cũng động viên tinh thần để hòa nhập với cộng đồng, để cho mình đỡ có một cái gì đấy thì cũng rất cảm ơn. Cái tinh thần của anh trong công việc là rất là tốt, cái nghị lực vươn lên của anh rất mạnh mẽ so với khoảng thời gian trước. Đến nay là nói chung là mọi công việc nó đi vào ổn định cho anh em, nói chung là tạo được nhiều công ăn việc làm cho công nhân ở địa phương và nơi khác đến. Để đảm bảo thuận lợi cho người lầm lỡ tại hòa nhập cộng đồng, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tích cực chủ động tham mưu cho cả cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ bằng những cách làm sáng tạo, phù hợp, hiệu quả, tạo thuận lợi cho những người từng lỗi lầm để họ phấn đấu vươn lên làm lại cuộc đời. Tạo môi trường cho các trường hợp chấp hành xong án phạt tù, rồi chấp hành án ngoài xã hội, có môi trường tiếp cận hòa đồng cũng như là tránh sự kỳ thị xã hội, tạo cái không khí cũng như là cái tâm lý cho họ tránh mặc cảm, tránh kỳ thị để họ coi như là ổn định, làm ăn. Toàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 137 người được vay vốn phát triển kinh tế với tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng, là một trong những địa phương giải ngân hỗ trợ người lầm lỡ thuộc top đầu cả nước. Trong hành trình tái hòa nhập cộng đồng và làm lại cuộc đời của những người từng lầm lỡ, luôn có sự đồng hành, giúp đỡ của cả cấp ủy, chính quyền địa phương và sự tiếp sức từ chính sách tín dụng nhân văn của chính phủ về phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau. Tin thế giới, ngày 24 tháng 11, phái đoàn chính phủ Pakistan đã gặp các lãnh đạo bộ lạc tại khu vực Tây Bắc nước này nhằm làm trung gian hòa giải cho lệnh ngừng bắn giữa các nhóm giáo phái đối địch sau khi giao tranh dữ dội bùng phát những ngày qua gây thiệt hại lớn về người. Các nguồn tin sở tại cho biết, phái đoàn chính phủ đã gặp lãnh đạo cộng đồng Hồi giáo dòng Shia và dòng Sunni tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa và cả cuộc tiếp xúc với hai bên đã đạt được kết quả tích cực. Đồng đồ nổ ra sau khi nhiều tay súng tấn công các xe chở người Hồi giáo dòng CI ở khu vực Tây Bắc Pakistan ngày 21 tháng 11 vừa qua, khiến ít nhất 40 người thiệt mạng, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Người Hồi giáo dòng CI tối hôm sau đã tấn công trả đũa một số địa điểm của người Sunni ở huyện Kuram. Sau 3 ngày đồng đồ, ít nhất 82 người đã thiệt mạng và 156 người khác bị thương. Căng thẳng đã tồn tại trong nhiều thập kỷ qua giữa cộng đồng Hồi giáo CI và Sunni liên quan đến tranh chấp đất đai ở khu vực bộ lạc giáp biên giữa Afghanistan. Ngày 24 tháng 11, Israel đã tiếp tục cả cuộc không kích ở một vùng ngoại ô ở phía nam thủ đô Beirut của Liban, khi ít nhất một binh sĩ thiệt mạng và 18 người khác bị thương. Trong bối cảnh cùng ngày, Liên minh châu Âu lên tiếng kêu gọi gây áp lực đối với cả Israel và phong trào Hezbollah nhằm thực hiện lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Quân đội Liban cho biết phía Israel đã thực hiện cuộc tấn công nhằm vào một cơ sở quân đội tại thị trấn Al-Amiriya ở phía nam thủ đô Beirut của Liban. Trong khi đó, Thủ tướng lâm thời nước này Najib Mikati cho biết Israel đã gửi một thông điệp trực tiếp và đẫm máu, bác bỏ mọi nỗ lực nhằm đạt được lệnh ngừng bắn. Cùng ngày, trong một tuyên bố được đưa ra khi đang ở thăm Beirut, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu, phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Joseph Borrell cho rằng, chỉ thấy một giải pháp khả thi ở phía trước là ngừng bắn và thực hiện đầy đủ nghị quyết 1701, vốn được coi là cơ sở pháp lý của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đã chấm dứt cuộc xung đột Hezbollah-Israel gần nhất vào năm 2006. Ủy ban châu Âu ngày 24 tháng 11 cho biết thỏa thuận tài chính mà các nước đạt được trước đó cùng ngày tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ 29 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biển đồ khí hậu COP29 tại Baku, Azerbaijan, đánh dấu kỷ nguyên mới về hợp tác và tài chính khí hậu. Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, việc các quốc gia phát triển cam kết chi ít nhất 300 tỷ đô la Mỹ một năm từ nay đến năm 2035 sau cả cuộc đàm phán căng thẳng kéo dài sẽ thúc đẩy đầu tư vào quá trình chuyển đổi sạch, giảm phát thải và xây dựng khả năng thích ứng trước biến đổi khí hậu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu khẳng định Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục dẫn đầu, tập trung hỗ trợ cho những người dễ bị tổn thương nhất. Tuy nhiên, các nước nghèo nhất vốn chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu cho rằng cam kết đóng góp ít nhất 300 tỷ đô la Mỹ một năm của các nước phát triển cũng là những nước gây ô nhiễm nhất là quá thấp, không thể giải quyết được thách thức to lớn mà các nước này đang phải đối mặt. Trước đó, khi đến Baku, các nước đang phát triển hy vọng sẽ nhận được khoản hỗ trợ tài chính của các nước giàu cao gấp nhiều lần so với cam kết hiện tại là 100 tỷ đô la Mỹ một năm.
Truyền thông Đức cho biết ngành công nghiệp ô tô nước này, vốn được đánh giá là một trụ cột của nền kinh tế châu Âu, đang trải qua giai đoạn khó khăn lớn bất chấp sự phát triển mạnh mẽ của thị trường ô tô toàn cầu. Nếu xảy ra cuộc chiến thuế quan với Mỹ và Trung Quốc, mô hình kinh doanh của ngành này có thể gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Theo giới chuyên gia, ngành công nghiệp ô tô Đức hiện phải đối mặt với những khó khăn lớn chưa từng thấy, ngay cả khi thị trường ô tô toàn cầu vẫn phát triển. Năm 2023, doanh thu và lợi nhuận đạt kỷ lục. Nhưng năm nay, cả hai chỉ tiêu này đã giảm mạnh, khiến triển vọng tương lai trở nên ảm đạm. Tâm trạng hoang loạn đang lan rộng trong ngành, đặc biệt khi lĩnh vực ô tô điện tiêu thụ chậm, dẫn đến tình trạng kho chứa đầy ô tô mới. Nhiều nhà máy chỉ hoạt động với 50% công suất hoặc ít hơn, và việc sa thải lao động hàng loạt đã được nhiều doanh nghiệp công bố. Tình hình khó khăn của các hàng sản xuất ô tô lớn cũng gây ra thảm cảnh cho hàng trăm nhà cung cấp linh kiện vừa và nhỏ, mặc dù nhu cầu mua ô tô mới trên toàn cầu đã tăng lên đáng kể trong những năm qua. Trong khi đó, thị trường Trung Quốc, nơi các nhà sản xuất Đức từng chiếm ưu thế, hiện đang bị cạnh tranh bởi các hãng ô tô nội địa như BYD. Với những mẫu xe điện giá rẻ, nếu cuộc chiến thương mại và thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc xảy ra, ngành công nghiệp ô tô Đức được cho cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, dẫn đến sự sụt giảm mạnh trong sản xuất và việc làm. Chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.